Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi game Cu Fan Cu Bet. Đây là game đổi thưởng tiền một rất nhiều anh em quan tâm hiện nay. Và anh em nhớ này, nó có sự kiện điểm danh nhận quà phí mỗi ngày thì anh em cứ vào nhận đi. Mặc dù nó không được 1.000, 2.000 nhưng mà anh em chăm chỉ mỗi tháng và được vài trăm thì không có, nhưng 100, 200 là có thể được đấy nha. Bởi vì anh em điểm danh ngày thứ bảy là nhận được nhiều hơn này. Co dê lâu lâu mình săn được thì mình sẽ tặng anh em này, đúng không? Vốn mình hôm nay 10 mê thì mình bình thường đánh dốc đĩa thôi anh em ơi. Cách đánh dốc đĩa mình, anh em biết cách đánh của mình là như thế nào không? Đó là mình sẽ chọn ba trắng hoặc ba đỏ mình đánh, và từ đó mình đánh từ đầu đến cuối luôn, là nghĩa giống như mình không cần đọc cầu anh em. Ví dụ anh em thấy một chuỗi chặn ấy thì anh em mới bẻ xong, có lẽ lúc đấy em đạt được cũng đẹp rồi mà thôi. Và đương em chơi ấy, em phải xác định đó là ngày hôm đó anh em muốn thắng bao nhiêu, hay là ngày hôm đó em thua số bao nhiêu. Nghĩ như mình ấy, mình mỗi ngày là mình mục tiêu là mình ăn 2 mê thôi. Tỷ RR mình chọn đây này, ngon này, vẫn đầu ngon luôn anh em này. Tỷ RR mình chọn anh em biết bao nhiêu, đó là mình ví dụ mình muốn thắng 2 mê. Tỷ RR mình chọn 1 năm thì mình sẽ nạp vào 10 mê thì mình sẽ ăn 2 mê. Nhưng mà ví dụ mà mình muốn ăn 5 mê thì lúc đấy RR là 1 năm đúng không, thì mình sẽ phải nạp vào 25 mê. Đó là cách chơi mình đấy anh em ạ. Cách chơi này thì nó và cáo quay hay ấy, là anh em sẽ biết được là anh em thắng lên bao nhiêu nghĩ. Và đương nhiên đánh theo phong cách đấy này giống như em ăn non luôn, chứ không phải ăn to gì cả. Nhưng mà cái quan trọng nhất anh em có giữ được bình tĩnh để mà chơi không thôi. Như mình đây hiện tại nó quá hên anh em nè, quá hên nè. Ván chỉ cần một ván thắng là thôi, mình nghĩ thôi, việc gì phải tham nữa. Bởi có không phải khi nào nó hên được như vậy đâu anh em ạ. Có những ngày ấy anh em phải đánh chục lần, 10 đến 20 lần ấy em mới thắng được. Cho nên em phải chia vốn ra làm sao cho hợp lý. Là chỉ một lần thắng em đã thắng tất cả trước đó rồi, nhưng mà anh em phải chia vốn ra làm sao để em có thể đặt, có thể 40 đến 50 lần anh em không trúng anh em vẫn còn có vốn để mà đặt lần thứ 50. 49 lần không trúng thì anh em vẫn có vốn để đặt lần thứ 50, hay là 30 lần liên tiếp không trúng ấy thì em 3 lần thứ 3 anh em vẫn còn có vốn để mà đặt. Chứ em đánh theo kiểu là tất tay, lần nào tất tay thì chịu rồi anh em ạ. Đánh mà lần nào tối ơi, có em thấy không, thua hai ván liên tục đấy. Không phải dễ đâu, mà thôi cứ từ từ thôi. Thắng mình bây giờ mình vẫn còn cơ hội lên mà đúng không? Thắng là mình 1.2, 1.2 trừ chi phí là mình cũng gần, cũng được 12 mê mà, thì mình đúng đạt mục tiêu mà anh em ơi. Chơi có phải dễ ăn nó đâu. Mình biết rằng nó không hề dễ ăn. Nếu mà dễ ăn mình khi nào đánh mà làm giàu đấy anh em ơi, đúng không? Đây này, trúng luôn, trúng luôn thôi anh em. Đấy, mình đã hoàn thành mục tiêu rồi, mình gì phải tham nữa, đúng không? Khi mà anh em, nếu anh em đã nhiều lúc ấy em được hên như thế này ấy, hoàn thành mục tiêu quá sớm như này, anh em nên làm gì để muốn ăn to hơn? Một là em đợi ngày mới em chơi. Hai là anh em lúc đấy anh em sẽ đánh nhỏ xuống dần đi. Là như thế nào, là bây giờ ví dụ anh em đầu tiên em đặt 300 một lần đúng không, thì sau đó anh em chỉ đặt 50 đến 100 lần một lần thôi. Đó là anh em chia 3 đến chia 6 lần ra, hoặc có thể chia 10 lần ra cũng được, là mỗi lần mình đặt 30.000 thôi cũng được. Nhưng mà lúc đấy là anh em phải xác định là anh em chỉ ăn thêm một xíu thôi, có thể vài trăm thôi. Nhiều lúc anh em cứ nghĩ rằng vài trăm đó nhỏ, nhưng mà khi anh em đưa vài trăm ra mua cái gì ấy thì nó rất to anh em ơi. Cho nên em phải giữ bình tĩnh cái điều đó. Chứ anh em đừng có vội, vừa mới thấy tháng em nghĩ rằng là nó dễ ăn. Có những lúc anh em 20-30 lần liên tiếp không trúng ấy, mà lúc đấy không còn có vốn để mà đặt. Nhưng mà chỉ cần lần thứ 20 anh em đặt không trúng, đúng không? Nhưng mà lần thứ 21 anh em hết vốn rồi, không có vốn nữa, nhưng mà lần 21 nó lại trúng, lúc ấy cay không? Cay chứ. Đó là cái điều mình muốn nói đây, anh em phải chia vốn ra làm sao hợp lý. Vì sao anh em sẽ đặt câu hỏi là vì sao mình không chọn ba trắng hoặc ba đỏ đi, mình không chọn chặn hoặc lẻ đi? Bởi chặn hoặc lẻ nó nhân 2, mà cái này là cái ba trắng hoặc ba đỏ nhân 4, đúng không? Sẽ có nhiều anh em đặt câu hỏi là đó là vì sao không đặt là bốn trắng bốn đỏ. Bốn trắng bốn đỏ nó rất rất gì lâu về anh em ạ, rất rất gì lâu về, thành ra lỡ mà em bị soi ấy là toang. Cho nên là đánh anh em đánh ấy, mỗi ngày chỉ đánh 5-10 phút, thắng thì nghĩ mà thua thì nghĩ đi. Mỗi lần bây giờ mình đặt 100 nha. Trời ơi, một ván ạ. Từ từ nha, bây giờ mình chỉ trúng 1 đến 2 ván là thôi mình nghĩ.
và mình chỉ cần thêm một đến vài trăm, thắng một đến vài trăm nữa thôi. Không tham đâu anh em ơi, tham là thường còn một cái nịt thôi. Vì sao mình những lúc mà mình thắng nhanh như vậy ấy, thì bình thường nó là đánh tham xíu nữa, nhưng mà tham là phải giảm nhỏ, đánh nhỏ xuống nha, chứ không phải thấy trúng một chuỗi này anh em cứ bắt đầu đặt to mãi không được đâu. Hai ván không trúng nha, mình phải tính những ván không trúng anh em ơi, chứ mình mà không tính là mình dễ toang lắm anh em ạ. Chơi gì ai chẳng muốn thắng đúng không, anh em muốn thắng có chứ, mình muốn thắng cùng có anh em ạ, không ai muốn thua đâu. Nhưng mà nhiều lúc có thắng nó nổi nó đâu anh em, chứ đánh cái gì con nào hên xui mà anh em ơi, hên xui là cái quan trọng nhất mà, mình không hên thì chịu thôi, đánh kiểu gì mà thắng nó đúng không. Đấy, bốn bốn đỏ bốn trắng về này, lúc này một chuỗi bây giờ mới về bốn trắng một lần anh em này, không dễ đâu anh em ơi. Ván này mình phải đặt 150.000 nha, trúng là trúng được 450.000 đúng không. Mà lúc nãy giờ mình đã thua bao nhiêu rồi, thua đó là 300, hên xui của mình thôi, hên mình ăn thôi, xui thì chịu thôi. Trời, bốn bốn trắng liên tiếp rồi à, căng vậy ta, quá căng ấy anh em nhỉ. Lúc nãy giờ mình thua 450.000 rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ ít nhất phải đặt 200, nếu ván này thua nữa là mình sẽ mất 650.000 đúng không, căng không em, căng chứ. Thì ván sau phải đặt 250.000 thôi, trúng là trúng 750.000 đúng không, nếu không trúng là mình mất 900 đúng không. Rồi anh em biết được lúc này nghĩ là không đâu, mình không vội đâu, bởi vì đánh 100.000 thế này thì mình tầm 20 ván không, nếu không trúng ván nào đen như vậy chịu thôi, nếu mà là đen như vậy chịu thôi anh em ạ. Trường mà nó đen như vậy thì mình chịu thật đấy, thật sự mình chịu thật đấy. Ván này không thắng là mất 300 nha em ơi nha. 900 chứ, nói nhầm, 900 rồi anh em ạ. Càng không càng chứ, càng chứ anh em, 900 rồi đấy, bây giờ đoạt 350 thôi. Ba trăm năm mươi thôi anh em đúng không, cứ bình tĩnh thôi không vội. Ví dụ ván này mình trúng là 1.050.000 đúng không, thắng ấy, đó là thắng. Nhưng mà nếu không trúng ấy thì mình sẽ mất đó là 1.250.000 đấy, 1.250.000 đấy anh em. Thì ván này mình ít nhất phải là 400 đúng không, 400 là mình được 1.200.000 đúng không, thì mình phải đặt 450 đấy anh em ơi. Nhưng mà nếu ván này không trúng lại bao nhiêu, 1.700.000 thì ván sau mà ít nhất mình phải đạt 700 đến 600 gì đó, căng không em, căng nhá. Nhưng mà lúc nãy giờ mình đã thua cái gì đâu, vốn mình 10 mê mà đấy, vốn mình 10 mê mà anh em, không vội đâu nha. Bây giờ mình chia vốn ra nhỏ như này thì mình khả năng thua mình rất thấp, bởi vì cách đánh của mình như mình nói anh em biết rồi, đó mình không bao giờ nạp vào một lần luôn, mình thường chia ra 2 lần nạp. Đó là một lần nạp đầu tiên mình nạp 50% vốn, là tính ra vốn mình là 20 mê đấy anh em. Nhưng mà bây giờ mình khả năng cao mà mình để thua là khó lắm, thua 10 mê này khó luôn ấy. Trời ơi, thua luôn thật anh em kìa. Thế là mất 24 đấy anh em ơi, 24 rồi đấy, 24 ván này mình phải đặt ít nhất là 800. Nhưng mà mình đặt 95 luôn này, 24 ván này thua, thua 33 đấy anh em ạ. Căng không, căng nhé, một chuỗi không trúng luôn anh em thấy không, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ván không trúng luôn anh em ạ, 10 ván luôn rồi đấy. Ba mươi ba này anh em ơi, thì ván này mình sẽ phải mất 1 mê thôi, ít nhất là 1 mê đúng không, 1 mê 2 chứ. Ván này không trúng là mình mất 40 năm, căng không em, căng chứ. Nhưng mà cứ bài bình tĩnh thôi, rồi 40 năm thật anh em ạ, căng luôn ấy. 11 ván liên tiếp không trúng anh em thấy không, cho nên là anh em đánh phải biết chia vốn ra nha. 45 bán này đi.
Ví dụ ván này mình 1b7 đấy anh em. Ví dụ ván này không trúng là mình mất đó là 62 đấy anh em ạ. Căng không? Căng nhé. 62 thật đấy anh em ạ. 62 đấy anh em ơi. Thì ván này mình phải ít nhất bạn đặt 200, 20, 23 đấy. 62 với 23 là bao nhiêu anh em ơi? 85 đấy anh em ạ. 85 đấy. Ván này không trúng là mình thua 85 đấy anh em ạ. Càng không càng nha. Trời ơi thua 85 thật rồi anh em ạ. Một chuỗi không trúng luôn anh em kìa. Thấy anh em thấy không? Bây giờ anh em còn có vốn anh em vào đặt cái này. Quá ngon luôn đấy. Thôi nốt đặt hết luôn đi. Ván này không trúng mình sẽ nạp vào lần 2 thôi. Chấp nhận thôi. Nạp lần hai mình phải nạp vào nhanh vào. Ôi rồi có cần nạp lần hai đâu anh em, lần cuối nó trúng luôn kìa, 13-18 luôn đấy. Đó là cái điều đáng nói anh em, nhiều lúc pha đó mình không đạt cái tí là mình mới nạp vào, bắt đầu nạp vào mà lúc đấy nó trúng nó cái cay không anh em, cay chứ. Cho nên anh em phải nhớ là phải chia vốn ra càng nhỏ càng tốt, ít nhất là 20 lần em chưa trúng hình lần thứ 21 em vẫn còn vốn để mà đặt nữa. Lúc nãy giờ mình mới thua bao nhiêu lần anh em ơi? Một cũng gần 17, 15, 16 lần đấy anh em ạ. À. Càng không càng nhé. May lần này nó trúng đấy anh em ạ. À. Thôi nghĩ anh em ơi. Cách đấy của mình là như vậy. Em nói giám khảo nha. Bye bye anh em.